Thì cả nhà ơi, thì bây giờ là bé Yến đã chọn ra 11 món. Bé Yến sẽ có 1 tiếng, đó là 60 phút để ăn hết 11 món này để nhận thưởng mình chị Suga là chị Trúc á là 5 triệu đồng. Đó, riêng phần chị Trúc thôi nha. Còn nếu mà ăn hết đó, thì Mập sẽ thưởng thêm Yến 3 triệu đồng nữa. Đó là 8 triệu. Ôi ôi. 2 triệu đối với anh là rất là lớn rồi. Chương trình thử thách tại Suga quán 11 dành cho bé Yến bên tem của Mập Út chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu, em sáng ngày rồi, bắt đầu. Cả nhà ơi, thì bây giờ là bé Yến đã chọn ra 11 món. Thì bây giờ trước khi ăn thì mình cũng hay làm cái thủ tục gọi là khuyến cáo cả nhà. Thì ở bên kênh của em á, thì dạo này em hay khuyến cáo là các em nhỏ rồi chị Trúc, là Mập khuyến cáo là các người lớn luôn. Nhưng mà đặc biệt là các em nhỏ ở nhà là mình không có khả năng ăn uống, với lại là mình không có tự tin là mình sẽ ăn nhiều á, thì mình đừng bắt chước theo nội dung video đó. Tại vì mấy bạn ở đây là mấy bạn đi ăn thử thách, mấy bạn nhận thưởng chuyên nghiệp rồi cả nhà, mấy bạn có khả năng ăn nhiều đó. Giống như là ăn các món này thì mấy bạn thấy bình thường quá rồi đó, nên cả nhà ở nhà là đặc biệt nha, là các em nhỏ không nên tập theo cả nhà đó. Thì bây giờ thì bé Yến sẽ có 1 tiếng, đó là 60 phút để ăn hết 11 món này để nhận thưởng mình chị Suga là chị Trúc á là 5 triệu đồng. Đó, riêng phần chị Trúc thôi nha. Còn nếu mà ăn hết đó, thì Mập sẽ thưởng thêm Yến 3 triệu đồng nữa. Đó là 8 triệu. Ôi ôi. Là 8 triệu đó thôi nha. Còn nếu mà em ăn hết là anh lấy tiền cái bill đó lại đó. Đúng. Chứ không phải là em anh thưởng luôn cái đó đâu. 3 đúng triệu rồi. Đó với anh là rất là lớn rồi, rồi. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tham gia ha. Rồi ok, thì em nhờ chị Trúc bấm giờ giùm em nha. Thời gian trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha, 60 phút. Dạ yeah. Thì nhiều khi ở trong video á, chị em mình cũng hơi nói hoài lề, nói nhiều một xíu thì cả nhà cũng thông cảm. Tại vì nhiều khi video thì nó cũng phải có tiếng để nó sinh động thêm một xíu, nó có nhịp, có nhàng rồi các kiểu á cả nhà. Cái bữa chị nhau chị giỡn mà nó kêu chị là bị khùng, bị này bị kia tùm lum luôn rồi. Giờ tao giỡn rồi đó nè. Rồi. Chương trình thử thách tại Suga quán 11 dành cho bé Yến bên tem của Mập Út chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu, em sáng ngày rồi, bắt đầu. Dạ, đó, đây. Thì Yến cứ ăn đi, anh nói cái này nha. Thì nói chung anh đến với mấy đứa thì cũng là do những cái thử thách. Những cái thử thách ăn để nhận thưởng. Thì sau một thời gian thì mấy đứa về nhà, mấy đứa ăn với anh, thì mấy đứa đề xuất món rồi các kiểu, rồi thời gian rồi mấy đứa cũng đề xuất. Thì anh không biết là thời gian qua là mấy đứa không ăn thử thách ở ngoài nữa, không biết mấy đứa có bị hư không. Đó thì bây giờ có thời gian nè, rồi có món, rồi ở quán được các kiểu thì mấy đứa tự tin lên. Chứ không giống như ở nhà nữa đâu nha. Tại vì chị hết thử thách ở quán là em phải tạo điều kiện mình về nhà cho quay cho mấy đứa có thu nhập. Đó. Còn nhiều khi về nhà em quay á là mấy đứa đề xuất, ví dụ như có bữa thì mấy đứa nó đòi giống như anh Linh cho em ăn 15 gói mì, em thử sức coi sao. Thì lên thì lại bị khán giả nói là em là cho mấy đứa, ép mấy đứa nó ăn như vậy. Rồi ép mấy đứa nó phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Nhưng mà thật sự là ép thì em phải ép hơn nó nữa cho nó có view nhiều, chứ ép 15 gói chi, khả năng mấy đứa này ăn 15 gói là bình thường. Đó. Cũng khổ nhiều thứ lắm. Không, kệ thì em, nói chung là kệ đi, có người chửi, có người cãi thì có người tô đích thì cái bài dạ nó mới lại lên xu hướng. Dạ. Mà kiểu mà đăng lên mà ai vô cũng đồng cảm cho chị chủ dễ luôn á. Dạ. Chị chủ được quá, chị chủ bài nó quẹo luôn. Ai coi luôn.
Nhưng mà không không phải vì vậy mà em làm cho người ta vô người ta chửi mình, thì mình người ta góp ý mình thấy ừ đúng ok thì mình sửa, còn nếu mà người ta tô xít quá thì thôi em bỏ ngoài tai thôi chứ giờ sao giờ. À, ở bữa em thấy có cái anh gì đó, anh gì anh vô anh ăn khen quá trời luôn, anh người Tây, Tây hay là tha người Tây đúng không? Không, nhưng mà đặc biệt á, cái nền ẩm thực của châu Á mình đó nha, mà ở phương Tây á, người ta ăn không được là không được luôn, còn nếu mà ta ăn được là ghiền. Giống như chị thấy giống như là cái điển hình giống như là cái sầu riêng. À, người ta hửi là được không được luôn, mà ăn một cái là dính. Dính là dính luôn. Hai món. Nhưng rồi em chọn cái y chang cho anh. Y chang luôn. Ngon quá. Lâu lắm mới được ăn một cái bữa chất lượng luôn á. Bạn ăn không mực, cầm cái chai sốt lên luôn. Mực nào? Cái chai sốt nào? Cái sốt gì? Cái chạch sốt. Như vậy á. Chắc cái này quá hả? À đúng rồi, nó nè. Sốt suka. Bây giờ bạn lấy cái giỏ tiền qua nè. Chị Tiêu Việt ông kêu kéo giùm em phải không? Rồi nó mà. Mai không bao giờ khuất phục mà. Nó đừng ai đặt ra thử thách với nó, đặt ra thử thách với nó không bao giờ nó buông tha. À đến đây quay chị với nó mai xíu.
chắc chứ đừng có dắt. Có coi bé dắt không? Bé mi dắt. Cài nha. Nghe mùi là biết cài lắm rồi. Có thuốc không cho anh mở quẹt anh? Nè đốt này lên cho nó nóng nha. Oh my god, bro. Chỉa xuống người mẹ. Hay đấy. Cái nước sốt này là sốt gì vậy? Sao em? Cái sốt này. Tôi quậy má. Phải cắm cái mic vô đây mới nghe được tiếng chứ nói. Nãy giờ mày em lo mày cắm đi. Mày quay bên kia là mày phải lo bên đây mày cắm luôn rồi. Tiếng nó đã vô chưa? Sao em? Cái mic sốt này nó sốt gì vậy? Sốt đó là cái sốt Thái em. Đâu là cái chai nào đó chị? Sốt Thái là cái chai. Đây. Đó, 99.000 một chai. À, một chai này là nó gồm là đem lên cái cân là nó gồm 6 lạng nha mọi người. Thì ở đây chúng có hai loại sốt Thái. Một loại sốt Thái này là sốt Thái cay, dành cho những người ăn cay được, nhưng mà cũng không có cay quá. Em thấy có cay quá không? Dạ vừa mức. Đây, sốt Thái không cay chị. Còn cái này là sốt Thái không cay, là mình có thể mình trộn chân gà, trứng non hay bất cứ những cái gì ở nhà mình muốn chấm đó, hoặc là mình muốn trộn thì mình đều dùng cái nước sốt được. Và cái này là con nước chiên gà cho con mình nhà ăn cũng được nè, trứng non ăn cũng được nè, tai heo nè, rồi hoặc là bắp bò nè, là những cái món nào mà ở đây chú có bán thì mình mua gì mình trộn được hết á. Sầu huyết hay là tôm tái, tôm sống, tôm chín gì, ốc chét, ốc bu gì, ui băm lắp căng làm căng tùm lum hết trơn, tính lương các loại. Là cái này không cay, cái này con nít có thể ăn được, còn cái này là cay. Cay nhưng mà cũng, nói chung là hồi nãy nó dặn là không cay đó, nhưng mà chị vẫn làm cái sốt cay. Nhưng mà tại vì chị biết cái này nó cay bình thường chứ nó không có cay quá. Có hai cái thằng nước chấm bên kia thì cay quá kìa. Dạ. Thì nãy giờ thấy bình thường đúng không? Còn cái sốt mà con mực này là cái sốt gì chị? Sốt suka đúng không? Cái sốt con mực là chai suka đúng không? Ờ em nghi nghi nè. Đây cái sốt con mực là cái chai sốt suka này. Cũng đồng giá 99 cành luôn nha mọi người. Một chai này là nó 5 lạng rưỡi gần 6 lạng luôn. Xong chưa? Có hút thuốc không cho mượn quẹt coi. Không. Không có. Tự có hút thuốc. Gì vậy? Mở ống quẹt đốt mấy này lên. Sao đàn ông gì không hút thuốc kỳ vậy? Alo.
Đúng rồi em. Ê, cái gì vậy trời? Nhưng mà tại vì quán của chị không có ngày đi ship em. Cảm ơn em. Sao mày kêu tao hút thuốc nữa nha. Ai biết đâu, tưởng đàn ông ai cũng hút thuốc. Hút thuốc sợ mất công bị mọc râu đúng không? Kỳ vậy. Chứ nhờ từ nhỏ tới lớn giờ chị không hút thuốc á, nên lòng tay là một chân râu riêng của chị nó không có mọc nhiều á. Chứ con gái mà có râu mắc cười lắm. Nhiều lúc á có mấy đứa bạn á nó bị râu ai nó luôn em. Sáng ngủ dậy á cái cặp cái kiếm á, cái nhổ râu vậy nè, không thấy ăn cơm trưa luôn. Cơm trưa xong mỗi là xong cái hàm dưới thôi, bắt đầu vô ngủ trưa nhất cái dậy nhổ râu cái ăn cơm chiều là hàm trên. Chiều lắm. Tại mấy mấy bạn đó là không phải gái thiệt, còn chị giúp gái thiệt mà nên đâu mọc râu đâu. Thiệt là con gái. Thiệt là con gái. Em vừa qua cái gì, vừa qua cái ải rồi. Đợt này đúng không? Này đi tôm. Cái này sốt gì chị? Cái đó là mắm Thái em. Mắm Thái nhưng mà chị pha sẵn. Đây là cái mắm Thái đây. Thì cái mắm này là chút pha sẵn hết tất cả mọi thứ luôn. Gia vị nguyên liệu là pha sẵn hết tất cả mọi thứ luôn. Và thậm chí cái đường ở trong đây cũng vẫn sử dụng bằng cái đường thốt nốt của Thái luôn nha mọi người, chứ không sử dụng đường cát của Việt Nam như người ta. Thì cái này là cái mắm này là pha hết tất cả mọi thứ rồi. Thì mình về nhà mình chỉ việc mình muốn ăn cái gì là mình đổ vô mình trộn thôi. Hoặc là mình ăn đồ sống hay chấm rau, chấm gì, bất cứ cái gì cũng được hết. Thì cái chai này nó cũng là tương đương là 6 lạng. Thì cái chai 6 lạng này chắc không? Bán là... phút rồi. Còn cái 39 phút rồi em. 39 phút 23 giây nữa. Lấy cho xé cho nó cái khăn quạt. Có giấy làm gì? Nè. Cái mắm này em thấy nó tanh không? Dạ không chị. Mấy đứa năng thử thách là ăn chứ nó quen rồi, cái gì nó cũng ăn được. Dạ. Mà mấy bạn phải dễ ăn mới ăn thử thách được nhiều chị. Đa số là mấy bạn đến với em mà dễ ăn. Không dễ ăn là em kêu về nhà đi nha. Hầu như em thấy 100% mấy bạn ăn cái thử thách đó chị Trúc, là đa số là 100% luôn là sẽ có món này, món xôi xòi với lại cái món mà cái con mực á, mà con mực lúc trước là hấp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mà đa số mấy bạn kêu mực đi đó, còn hấp với số Thái thì nó cũng y chang nhau thôi. Cái xôi xòi là ở quán là cái món mà chị bán nhiều nhất luôn. Dạ. Khách Sài Gòn có nhiều người ăn xong mua hả, cái chục hộp ăn về. Dạ. Còn sau này thì mấy bạn kêu cái xiên heo. Còn lúc trước cái combo của chị không có. Lúc trước cái combo của chị là gọi là cái combo ép buộc á. Dạ, thì đó. Cái chứ nhiều lúc á khách mà vô không biết, người ta gọi cái combo đặc biệt đó, chị không có muốn bán luôn. Bán cái đó chị lời nhiều, nhưng mà em biết sao không? Nó toàn là mấy món trộn không à, gỏi nhiều á, người ta sẽ bị ngán.
Còn giống như mà điển hình như mình chọn thế này nè, mấy mốt á, khách nào mà có ghé Suka quán mà muốn ăn á thì cứ gọi là chị ơi cho em ăn, cho em ăn, chọn cho em cái combo 11 món thử thách đi. Hiểu không? 11 món thử thách của mấy bạn sau này thì chị biết chị sẽ chọn những cái này nè. Yeah. Để cho người ta ăn đỡ ngán, em thấy nó có đầy đủ không? Có tôm dùm, có sườn cay, có mực, có ốc, có sầu huyết, có xôi xài, có thậm chí có cơm hay là có cái gì mình đầy đủ hết trơn mọi thứ luôn. Cái đó sốt Suka đi. Là cái chai chai kia. Đây là chai này. Đây là sốt Suka nha mấy bà. Em thấy cái sốt này với sốt Thái nãy cái nào ngon? Cái này là vừa. Đỡ cay một chút. Này nó đỡ cay. Tới đây là bây giờ là còn tự tin bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ 80. 80 hả? Dạ. Ủa tao thấy còn có cái gì đâu mà mày 80. Mày nói cho vui nhà vui cửa. Còn có cái tôm dùm, cái sườn gai với con mực với cái xôi rồi. Anh nghe nè em. Ủa anh nghe nè em ơi. Ủa trời ơi. Alo em, anh nghe. Không nhớ, em cũng nhớ. Không, chắc, nhớ, nhớ. Thôi kệ đi. Đó, đó, đó. Mày thách coi quay cái mặt, tao có gắn cái mic vô đây không, tao biết rồi. Điện thoại chị á. Tao gắn ngáo là nãy đường rồi, lên mà rút cái mic. Tao gắn ngáo, khó ra từ quảnh luôn. Gầu ghê. Rồi hả? Không có má. Ờ, vậy bà kêu rồi, rồi tưởng đâu là rồi xong rồi chứ. Không, không có về nữa, em cho kiếm cái khác cái này bình thường vậy rồi. Không mấy mình làm xiên, mình ngồi mình khé. Nó đuổi việc luôn á, nó đuổi việc anh luôn á. Đuổi việc ngược lại. Dạ, dạ hỏi ông nhóm làm được không? Được em. Tới ăn món gì nè? 3 món, 5 món, 7 món rồi, 8 món rồi. Sớm không? Em cho nó bớt muội. Ừ. Nhờ với chút tắt giùm nó bên đi đó thì cho nó đỡ cay xíu. Trời, em gửi lên luôn. Ừ, không có cần ăn nước sốt đâu. Ừ, trời ơi. Em ăn rồi em thấy ngon. Ừ. Ăn sao trời ăn bữa. Bữa nó cầm máy rồi mỏi nách luôn, chị không nhớ hả? Còn máy quay đó. Bữa nay em nói với chị xôi thơm mùi rau muống á. Xôi lá dứa, thì đó thơm mùi lá dứa. Xoài có thơm mùi xoài không? Có. Có. Còn tới 32 phút luôn. Còn tới 32 phút luôn. Còn có đó gì vậy nè, còn cái gói sườn cay với cái này thôi à. Mấy đứa này lần sau nó xuống nó ăn 14 món phải ru luôn. Dạ. Yeah. Đúng không? Rồi đó, mày chuẩn bị nhận lại 1 triệu mấy đi. Nhận lại 1 triệu mấy ra 3 triệu. Chị thích cái nào? Nhận lại 1 triệu mấy ra 3 triệu quá. Dạ. Trong đây chị Trúc chị lấy luôn cho rồi hả chị?
chiến mà mấy bạn này thắng thì Linh nó sẽ cho mấy bạn này 3 triệu. Thì nó sẽ nhận lại được tiền cái combo mà hồi nãy nó trả. Thì tính ra nó vẫn còn lỗ 1 triệu mấy. Dạ. À, thì thôi mình niệm thần chú mình à, thôi nó chị Chúc ơi chị lấy luôn giùm em với chị Chúc. Không nhưng mà thật sự là tâm em nói thật từ sự cái tâm em luôn nha. À. Em nói với em chết liền luôn á là em mong mấy bạn thắng hơn là mấy bạn sẽ thua. Thật sự là clip nào cũng vậy, mấy bạn thắng thì clip nó sẽ hay hơn. Đúng chắc rồi. Chắn một điều là vậy rồi clip thua lúc nào cũng vậy. Mọi người những người mà không làm chuyện không mà không có hiểu dạ. Em khi mà mình làm cái clip lúc nào mình cũng phải muốn cái clip mình nó lên viral. Dạ. À, thậm chí nhiều người người ta làm phim ảnh, thậm chí người ta làm cái clip người ta dám bỏ tiền tỷ ra để người ta làm em. Dạ, nhiều đứa nổi tiếng á. Mọi người không hiểu người ta làm một cái clip thôi, người ta phải bỏ tiền trăm triệu tiền tỷ ra để người ta làm cái clip. Thì người ta chỉ đầu tư vô để người ta mong cái clip người ta lên viral. Thì đối với tụi tôi mà tôi bỏ 5 triệu ra 10 triệu tôi làm cái clip thì đối với tôi cũng chăm cho người ta thắng đó thật sự. Yeah. Thắng để làm gì? Để cho mong nó có cái viral của em. Yeah. Để cái clip mình được lên xu hướng, để nhiều người được biết đến mình, hiểu không? Chứ tự nhiên đâu có ai mà cứ tổ chức cuộc thi ra rồi sợ thua đâu. Nên mọi người hãy hoan hỷ thì mình coi vui là được rồi, đúng không em? Có nhiều cái thật sự luôn, khóc thầm trong đêm luôn á chị. Trời ơi. Nhiều khi hả em á thì tất nhiên là đi với mấy đứa thì phải cho cái mấy đứa tiền thì tất nhiên mình phải có lấy lại mình mới ấy ai mà cho ai không ai cái gì đâu. Đó, để cái dĩa vô anh để này lên cho nó đỡ cái bàn. Đó, nhưng mà nhiều khi á bị mang cái tiếng là lợi dụng mấy đứa. Cái thứ nhất, cái thứ hai á thì nó ép này cái kia rồi nói là trời ơi có mấy clip mà giống như quay chị Chúc này đi, người ta nói là trời ơi một clip nó kiếm cả tỷ bạc mà nó cho mày có 2-3 triệu mà nhầm gì. Ôi trời ơi một clip kiếm 1 tỷ mấy trăm triệu rồi các kiểu. Ôi trời ơi em nói thiệt luôn á, em nói thiệt luôn, một tháng doanh thu em á bây giờ là công bố luôn là có khi 100 mấy 200 có, nhưng mà cứ tính đi mỗi clip vậy là 3 triệu, như clip bình thường là 3 triệu, còn clip mà mấy đứa là quay hết mấy đứa luôn là mỗi clip á là em phải 5 hoặc 6 triệu. Chị cứ nghĩ đi, 30 ngày bao nhiêu tiền. Em nó nhiều khi em cái doanh thu của em không bằng tiền cho mấy đứa luôn á. Nhưng mà đỡ cái là mình đỡ phải ăn. Đó là cái thứ nhất, là tại vì em ăn một thời gian em ăn rất là nhiều rồi. Đó thì đâm ra cái tiếng lợi dụng thì nó không biết làm sao, nó đúng hay không đúng gì khán giả tự ấy đi, tự cảm nhận. Chứ bây giờ nói em biện minh nhiều quá thì nó đâm ra nó nấy nữa. Cái sườn nó nãy giờ bật cái bếp chưa vậy? Sườn à, bây giờ là không thể nào mà chọn lên 14 món được nha cả nhà. Tại vì ban đầu đã quyết định 11 là 11. À, Linh bắt đầu em làm YouTube kênh tới nay bao nhiêu lâu rồi Linh? Dạ em làm rồi từ tháng 5 2020 chị, là ngay đầu mùa dịch. Đầu dịch luôn, đầu dịch đợt đầu luôn. Lúc đó dịch ta làm kênh nó nhà ta coi quá trời coi. Đúng rồi, tự nhiên mà không mà em là 50 clip đầu không ai coi đâu. Nản lắm, không ai coi hết trơn. Xong mới lên cái kiểu như bị nói ừ người mập rồi cái kiểu lên than thở xong có người coi. cũng có duyên là nhờ cái mập á. Xong cái sau này thì có nhiều người coi luôn. Em tâm kính qua đấy. Ừ. Mà mấy bé này là đa số là coi em hết, chỉ có bé Mai với Hoàng là không coi em thôi. Mà đa số khán giả bên em là mấy người lớn tuổi chung chung không á chị? Đúng rồi, người lớn tuổi. Dạ. Khách hàng mà đến đây là người lớn tuổi không em? Dạ. Món thứ 10 rồi cả nhà. À, nhưng mà còn dĩa bún nữa nha em gái. Ừ. Em ăn chung với cái này cũng ok nè, nhưng mà tinh thần ăn chung với cái kia đi. À, Linh quê em ở đâu Linh? Bà quên rồi. Rồi cái này là mấy chắc bà mới đúng nè. Chị ơi củ cò em ăn hủ. À chị ơi củ cò em ăn hủ. Đó. Là sát sát một bên luôn á, quê gốc là sát một bên luôn á. Không tết có gì quê không?
Không, mình Tết không về. Tại Tết này em mới sanh bé ngay 29 tháng 12 Tết Tây. Là Tết là con gái em mới con tháng. Em mấy đứa con à? Em hai đứa con gái không chị? Có thực sự là mang thử thách không? Sao thịt mà ăn mà xé xớ xớ ra là sao nữa? Trời ơi, nó còn tới 25 phút lận. Hồi chiều giờ em nói thiệt sự luôn, ở nhà em gầu nhất là bà này nè. Cứ ngồi than hoài nè. Không biết được không rồi cái kiểu. Nó cứ chơi hết mình đi. Mấy đứa không thua anh thua cho. Có no dữ chưa? Không. Không đâu là đâu luôn á. Trời sức của tụi này mà bây giờ không lẽ giờ chị biết rồi lần sau mày tới mày chơi 11 món là tao không cho nữa. Phải chơi 14 món chứ bây giờ đã nó ăn nó thắng 11 món lần sau mà tới nó ăn 11 món luôn đâu ai coi đâu. Sao được? Không ai coi luôn á. Thì phải cho ăn 14 món chứ. Đúng rồi. Giờ bé Mai mà ăn 14 món là chị cũng không cho chơi luôn. Đúng rồi. Có gì đâu nữa chơi. Không. Biết mà... nó thắng mẹ nó rồi chơi gì nó giờ không có gì hấp dẫn chứ. Ủa mà chị Trúc không biết là cái điều đó là điều hiển nhiên hả? Là giống như là mấy đứa này nó ăn 10-11 món là sao lại nó tham gia nữa, chị Trúc đâu cho. Đúng rồi. Ừ, không cho tham gia nữa tham phải gia ăn nữa lên rồi. phải tăng lên mới có thu hút người coi à. Chứ nó làm vậy hoài rồi đó, mỗi ngày nó mỗi tuần rồi sao mình chung tiền nổi. Cái này là rõ ràng tỏ xác định. Bây giờ chị mới nghĩ ra đó luôn Khánh. Chị nói ổ lỡ khách ta tới ăn thử thách người ta thắng mình rồi mấy mốt ta quay lại không thắng chỉ một lần thôi, một lần thắng duy nhất thôi. Còn nếu mà không thắng thì chứ cứ cho chơi hoài, nào thắng thôi là cho chơi hoài. À, mấy quán khác là vậy á. Còn ví dụ như chị có 2-3 level thì ví dụ 11 món rồi xong rồi 14 món, 20 món. Không cho chơi lại mấy cái thấp hơn. Còn bây giờ thì ví dụ như Hoàng xác định ăn 14 món, 11 đăng ký 11 món không cho chơi luôn. Để này vô ăn cho dễ nè không chị? Để bún vô đi lùa đau đi cho nó dễ em. Cầm này lắc ăn không nha vậy. Chỉ nước, cái nước cái sườn cây làm. Anh thái ăn cái này với bún hơn. Cái đầm dùm này ăn hết nước nha em. Không, chị thấy vậy nói gì nói chứ chị thấy cái tô bún sứa là ngán thiệt. Dạ. Bún mà nằm ở trong nước lèo nè, nó ăn càng lâu nó càng nổ. Đúng không? Cái nổ rồi một hồi nó nguội với cái cá nó tanh em ơi. Dạ. Ủa mà chị có lên, chị có tiếp xúc rồi mà. Chị lên rồi, đúng rồi. Anh Hoàng anh ăn khỏe lắm luôn á, mà bữa đó anh Hoàng anh... À cái anh lớn lớn tuổi anh chung chung ấy. Anh cũng ăn khỏe lắm, anh ham vui lắm. Không nhưng mà anh nó có duyên lắm chị. Anh nó anh lên clip anh thấy ánh sáng. Sáng với lại bữa livestream của anh mà mới livestream mà 15.000 người coi hả anh. Cái livestream mà mới 15.000 người coi anh Hoàng ăn hôm đó. Ổng còn có xíu thôi là ổng chào. Không gặm gặm nó ngủ xuống rồi nó tanh nó ăn không được. Bởi thật sự mà nói, nếu mà ăn bún cá là ai mà ăn là chịu khó gấp bún ăn trước đó, chứ để bún ở trong đó nó nguội khỏi nổi tè quầy luôn. Chị Mến á, chị Mến tâm sự chị Suka là chị Mến lúc mà Hoàng ăn hai tô bún sứa là chị không hỗ trợ em quay, nên em cũng giận chị là từ đó sao em hứa là không bao giờ em quay bên quán chị không nữa. Không hỗ trợ là quay là sao? Ý là không có cho em quay liếc phải hả? Không. Là lúc trước á, khi mà chị mở quán lên á, là không ai tham gia quán thử thách của quán chị hết. Xong chị mở thử thách ra, chị mới kêu là em với Funny Hùng rồi qua quay cho người ta biết tới á. Rồi xong từ đó mới có một cái nền móng là khách biết tới chị nhiều hơn, rồi nó lan rộng ra. Xong sau này cái kiểu như là em cũng qua quay cũng mấy lần, em là người ăn thử thách luôn mà. Xong cái Hoàng ăn thử thách thì chị để một cái dàn live stream của chị á, để nguyên một cái dòng vậy nè. Chị kêu em là phải quay từ trên xế ngọ quay xuống. Em đâu có chịu đâu, em kêu ví dụ như chị live stream thì chị có thể để xéo qua hay là gì đó cho em quay YouTube nó đẹp đẹp xíu. Chị nói chị không chịu, chị kéo chị làm cái ấy phong cách sao á. Cái em nói thôi em dọn máy em về. Cái chị nói em chắc giận chứ không giận thiệt chứ không giận. Không bà hồi xưa bà vậy mà nói thật sự là em chia sẻ lần này là lần đầu tiên trên kênh luôn á. Bởi vậy bé Mai giờ nó ăn 3 tô em cũng không quay em quay nữa. Giận lắm.
rồi. Kỹ sao nè anh, đã quay quang. Bây giờ em vô đây. Thì em thấy Yến nó ăn vậy nè, là quá bình thường rồi đúng không? Thì sau khi 14 món đó lát là em có tự tin không? Em hồi nãy là chắc tự tin hồi nãy xíu mà. Tự tin hồi nãy xíu thôi hả? Ủa Hoàng với Yến bình thường cái nào ăn khỏe hơn, mà ăn khỏe hơn chứ. Dạ. Để chúc em chơi hết mình. Hết mình đừng làm gì hết hồn mấy bữa nữa. Chứa được vài món nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà em thấy anh hay không? Anh ấm thế nào? Sao anh biết hết rồi? Không, em thấy cái hôm mà đầu tiên á, em quay chỗ anh á, đã thấy đoán đúng luôn á. Chắc nút luôn. Thì có. Rồi là bây giờ làm 20 phút nữa em. Còn tới 20 phút. Là ăn mới có 40 phút thôi là hết 11 món rồi. Có nhiều đứa đi ăn thử thách ha, uống nước quá trời uống luôn. Uống ta nói uống nước ngọt mà uống quá trời uống họ nó no mẹ ăn gì nói nó ăn. Uống họ nó cành không luôn. Mì bữa luôn lắp. Hả? Mì bữa luôn lắp. À, uống một lắp Coca. Anh ăn hết. Uống một lắp Coca anh ăn hết. Anh ăn thẳng nha. Biết rồi đó trời. Không con bé, nếu mà không bị cái liếm đó là hot luôn á. Dạ, dạ. Không bị cái liếm của chị là hot luôn á. Dạ. Kinh lắm. Là phải, là giống như là hồi xưa là bé Mai giờ tới bé Ni á. Giờ ông nội nó đi ăn tự tắt. Dạ. Em biết không? Người ta đi đến nhà nó luôn, ngày nắm đúng rồi, đi qua đi lại trước cổng cho nó kiếm nó luôn. Do mẹ nó thôi chứ. Đúng rồi. Nó nhỏ nó biết gì. Chị suy nghĩ chị thấy nó còn nhỏ nên chị mới gỡ liếm xuống hết em. Không mà mình ngon quá, đau lắm mới được ăn một kẹo bưởi là chất lượng luôn á.
Vậy mới gọi là ép buộc thôi chứ. Đúng rồi, cái đó mới là ép buộc á. Bà chị đi qua chị nói với cái con Dư Luyến nó luôn á nha. Chị nói em ơi, nó nghe nè, chị thấy cháu nó cảm thấy là chị thấy nó mệt chị lắm luôn rồi đó. Em kêu em coi nó nếu mà nó không chơi nổi thì nó nghỉ đi. Rồi. Xong rồi. Còn không cổng còn pin luôn hả? Chạy đi cho tắt luôn. Đừng hấp hết nước rồi em. Không có nước anh thay pin cái kìa. Rồi, xong. Oh yeah. 14 phút 48 nha, coi như 15 phút nữa đi. Còn dư 15 phút nữa nha mọi người. Rồi, thì okay. Biến đã hoàn thành cái combo. Ủa, cái hoàn thành 11 món thử thách này của Suka quán. Suka quán. Của anh Trực chị Trúc. Dạ. À, Yến là 1.170.000 chị. 1.170.000 đúng không? Ừ. Tại bây giờ chị trả lên chị 1.170.000 nè. 1.170.000 nè. Đó. Mình chung nhưng mà mình vẫn vui vẻ nha mọi người. Mình không có cái gì đâu nha mọi người. Mọi người đừng có suy nghĩ. Đây này. Chị cứ tưởng đâu là ba đứa. Cái đó của em cho em hả? Chị tưởng đâu là ba đứa nó ăn 14 món cho nên chị thủ nè 30 triệu nè. Xong chị hỏi thêm 40 nè. Không chị, hồi em ăn 20 món. Em ăn 20 món. 20 hả? Ừ, em ăn 20 món. Có không ở ngoài? Có, kiếp sao. Chị có đem tiền theo mà. Thôi, rồi thôi, giờ cho thưởng cho em nó đi chị ơi. Giờ là của Yến 11 món là 5 triệu ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè ha. Rồi, đây. Ủa Linh Phan, Linh 3 triệu. Linh 3 triệu. Đó là 8 triệu không? Rồi ăn rẹt 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 chỉ có 8 triệu vậy đó. Dạ. Rồi em thấy công việc này nó làm sao với em? Trước khi mà em đi với anh lên là em cũng ăn nhiều nhưng mà không có bằng đúng hết thôi. Với lại em cũng đam mê về mút ban. Chuyên luôn, chuyên co luôn. Dạ. Em chỉ YouTube của em là toàn mút ban thôi. Dạ. À, hay toàn mút ban thôi. Dạ. Thì bây giờ em có dự định là lần sau quay xuống chị tham gia 14 không? Hiện tại thì em chưa nghĩ đến chuyện đấy. Đang no, không có hình dung được cái gì hết trơn đó bạn. Thực sự em trong tình trạng đó em biết nè. Em nghĩ 14 món chắc cũng hơi khó đối với em. À, dạ. Còn 11 món thì vừa đủ. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà về gắn liền từ từ nó sẽ món sẽ ăn được. Đó. Đó thì chị Trúc thấy không? Nó là mấy bạn không đi ăn thử thách đó. Khi mà chưa biết tới em mấy bạn cũng ăn nhiều. Trời ơi bà này là chưa gặp em nha, chưa gặp em lần đầu tiên nha là hỏi em ăn như vậy có nhiều không là bữa em nói gì? Hai tô bún. Dạ. Rồi mấy gói mì á ba ăn một lần nha. Mà chồng bà không cho, bà nói là chồng em không cho em vậy. Mà bà đưa một tên đó. Đó, chồng bà có con rồi. Ủa? Có con rồi. Trời ơi, hồi nãy giờ chị tưởng đâu trong tem của em không chứ. Tem mấy lúc mẹ đi thử hát kìa. Trời ơi, chồng có biết quá. Mấy lúc em đi thử hát đó, cái xong người nhà với lại chồng biết la này nọ. Nhưng mà dần dần cái cũng cho em. Nói chứ thật sự là phải có khả năng ăn uống đó nha, chứ mình không thể nào mình ép uổng con một cái cơ thể mình mà. Để chị đi lại chị phỏng vấn chồng đó. Dạ thì cả nhà cũng thấy là cái phần thử thách của bé Yến đã cũng xong cả nhà. Thì Mập cũng tâm sự cả nhà là Yến khi mà trước khi đi ăn thì bạn ấy áp lực lắm. Nhưng mà sự là cái mình có khả năng mà mình cứ tự tin lên. Đó thì 11 món cũng có gì đâu, ăn chút xíu hết được 8 triệu bình thường. Đó thì nhưng mà Mập cũng khuyến cáo cả nhà là nhất là các em nhỏ ở nhà mình đừng nên bắt chước bạn Yến nha. Với lại mình không có ăn uống thì mình đừng có tập theo cái nội dung trên video nha cả nhà. Đó thì thay mặt Yến, thay mặt các bạn thì cũng rất là cảm ơn chị Trúc đã tạo nên một cái sân chơi để cho mấy bạn có thêm thu nhập nè, có thêm chi phí sinh hoạt rồi chi phí để đóng học phí rồi cái kiểu đó. Đó thì rất là cảm ơn chị Trúc nha. Người phụ nữ thánh thiện. Đó. Rồi thì cả nhà nếu mà có đi du lịch Vũng Tàu thì hãy đến 337 Thống Nhất Mới hoặc là 333 Thống Nhất Mới để ủng hộ chị Trúc những cái món Thái hấp dẫn nha cả nhà. Còn đừng quên ủng hộ kênh Mập Food nữa nha.
Bye bye cả nhà, và hẹn gặp lại vào những clip kế tiếp hấp dẫn hơn nữa nha cả nhà. Bye bye.